X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Đọc Thủy Hử, chúng ta đều biết rằng thắng lợi đầu tiên của Tống Giang sau khi chính thức gia nhập Lương Sơn là trận đánh dẹp Trúc Gia Trang, thu phục cả vùng Độc Long Cương. Trong trận chiến này, đối thủ khó xơi nhất đối với nghĩa quân Lương Sơn là Loan Đình Ngọc, thầy dạy võ cho ba con trai nhà họ Trúc. Loan Đình Ngọc là ai? Theo lời của Đỗ Hưng nói với Dương Hùng và Thạch Tú, thái công ở Trúc Gia Trang là Trúc Triều Phụng, có ba người con trai là Trúc Long, Trúc Hồ và Trúc Biêu, gọi là Trúc Gia Tam Kiệt. Lại có một ông giáo sư tên là Thiết Bổng Loan Đình Ngọc, sức muôn người khôn địch nổi. Thân phận của Loan Đình Ngọc sau đó được nhắc đến qua lời của Tôn Lập nói với Thạch Dũng. Loan Đình Ngọc với tôi cùng học một thầy, võ nghệ của tôi ông ta đã biết, mà tài giỏi ông ta tôi đây cũng biết. Khi Tôn Lập giả làm quân mã của Đề Hạt Phủ Đăng Châu để xâm nhập vào Trúc Gia Trang thực hiện kế nội gián, Loan Đình Ngọc cũng nói một câu thế này với cha con họ Trúc: Tôn Đề Hạt với tôi là anh em học võ với nhau khi trước. Vậy tài năng của Loan Đình Ngọc thế nào? Ngay trận đầu nghĩa quân Lương Sơn do Tống Giang chỉ huy tấn công Trúc Gia Trang đã dính phải kế mai phục của họ Loan. Tống Giang bị vây khốn, may có Thạch Tú thạo đường và tài cung tiễn của Hoa Vinh bắn rơi đèn hiệu mới thoát được. Trận đầu tiên, một đầu lĩnh của Lương Sơn là Trấn Tam Sơn, Hoàng Tín bị nhà họ Trúc bắt sống. Bản lĩnh trận mạc của Loan Đình Ngọc được đặc tả chi tiết qua lần giao chiến thứ hai giữa Trúc Gia Trang và quân Lương Sơn, liền có giáo sư là Loan Đình Ngọc dắt thiết chùy cầm thương lên ngựa xông ra. Âu Bằng thấy vậy, bèn quay ngựa đánh nhau với Loan Đình Ngọc. Loan Đình Ngọc không hề đánh lại, chỉ cắp thương dấn ngựa mà chạy lánh về một bên. Âu Bằng cố ra sức đuổi, bị Đình Ngọc phi trúng một chùy ngã ngay xuống ngựa. Loan Đình Ngọc bỏ Đặng Phi mà đánh với Tần Minh. Hai tướng đánh nhau 10 hiệp bất phân thắng phụ, rồi Loan Đình Ngọc lừa miếng pha đỉnh cắp gươm chạy thẳng. Tần Minh múa côn xông đuổi, Loan Đình Ngọc theo lối cỏ hoang mà chạy vào đó. Tần Minh không biết là kế cũng cứ hồng hộc đuổi theo vào. Khi quân mai phục thấy Tần Minh xốc vào, liền giật dây chòng ngựa, rồi đổ xô ra bắt sống Tần Minh. Đặng Phi thấy Tần Minh ngã ngựa, liền xân vào để cứu. Khi chàng trông thấy chúng kéo thừng lên, toan quay ngựa chạy ra, thì bỗng đã ngã lăn ra đó, rồi chúng túm vào mà bắt nốt. Như vậy, kết trận chiến thứ hai, thêm hai đầu lĩnh Tần Minh, Đặng Phi bị Loan Đình Ngọc cùng quân Trúc Gia Trang bắt gọn, Âu Bằng thì bị thương. Rõ ràng, họ Loan là tay chi dũng song toàn. Nhưng điều khiến độc giả Thủy Hử cảm thấy khó hiểu là ở chỗ, một Loan Đình Ngọc tài ba như vậy. Nhưng ở trận chiến cuối cùng khi quân Lương Sơn chia quân bốn mặt vây đánh Trúc Gia Trang kết hợp với bọn Tôn Lập nhất tề gây rối loạn từ bên trong, lại có cái kết, lãng xẹt. Cái chết của Loan Đình Ngọc chỉ được miêu tả qua duy nhất câu cảm thán của Tống Giang với những từ như thương thay, chết oan, đáng tiếc. Đọc ký Thủy Hử 70 hồi đầu, chúng ta sẽ thấy rằng Loan Đình Ngọc là nhân vật duy nhất bên phía đối địch với nghĩa quân Lương Sơn, mà cái chết của chàng ta không được miêu tả một cách rõ ràng. Thủy Hử hồi 49 viết, ngày thứ năm nhằm giờ thìn, bỗng thấy người báo Tống Giang chia binh làm bốn mặt tiến đánh Trúc Gia Trang. Trúc Triều Phụng dẫn mấy người lên cổng gác để nom. Khi đó thấy phía đông có một đội 500 quân mã, tướng đứng đầu là báo tử đầu Lâm Sung và Lý Tuấn, Nguyễn Tiểu Nhị đứng sau. Phía tây một toán nhân mã ước 500, tiểu lý Quảng Hoa Vinh đứng trước Trương Hoành, Trương Thuận theo sau. Bên nam một bọn 500 nhân mã có ba vị đầu lĩnh đứng đầu là Mục Hoàng, Dương Hùng và Lý Quy. Loan Đình Ngọc bảo với mọi người, hôm nay tất phải cẩn thận mới được, để tôi dẫn một đội nhân mã ra cửa sau, đánh về mạn tây bắc. Trúc Long nói, tôi xin dẫn quân mã ra lối cửa trước, đánh mặt chính đông. Trúc Hồ nói, tôi xin ra cửa sau đánh mạn tây nam. Trúc Biêu nói, còn tôi xin ra cửa trước đánh bắt Tống Giang, chính là đội quân Lương Sơn hướng bắc. Tiếp đến, thì Nại Am miêu tả chi tiết trận chiến này, cũng như kết cục của từng thành viên của nhà họ Trúc. Đầu tiên là trang chủ Trúc Gia Trúc Triều Phụng. Châu Uyên, Châu Nhuận nghe tiếng nhạc hòa hát, liền thổi còi hiệu, múa đại phù chém luôn mấy tên trang khách canh cổng, và mở xe tù thả bảy ông cảnh ở trong đó ra. Bảy anh ra khỏi xe tù, bèn đến giá gươm mỗi anh vớ lấy một cây, rồi reo hò ầm ầm cả lên. Trúc Triều Phụng thấy sự thế nguy biến, liền đâm đầu xuống giếng, bị Thạch Tú nhanh tay chém cho một dao, rồi cắt lấy thủ cấp. Kế đến là Trúc Hồ, giải chân, giải bảo ở cửa sau, liền châm lửa đốt đống cỏ ngựa, làm cho khói bốc lên mù mịt cả trời. Bốn mặt nhân mã họ Chu thấy trong trang phát hỏa, liền hết sức cướp đường về cứu. Trúc Hồ chạy về đến Đích Kiều, gặp Tôn Lập ngăn đường mà quát hỏi rằng: thằng giặc này chạy đi đâu thế? Trúc Hồ biết là mắc kế, bèn quay ngựa chạy lại trận Tống Giang, luống cuống bị Lã Phương, Quách Thịnh đâm chết cả người lẫn ngựa. Còn cái chết của Trúc Long, mặt bên đông, Trúc Long đấu với Lâm Sung không nổi, quay ngựa chạy về lối cổng sau.
Khi vào tới Đích Kiều thấy Giải Chân, Giải Bảo đương ném xác Trang Khách vào đống lửa. Trúc Long bèn quay ngựa trở lại mà chạy về mặt bắc, bỗng đâu gặp Lý Quỳ cầm song phủ chém con ngựa ngã lăn ra, rồi sấn vào chặt đứt Trúc Long làm hai đoạn. Và cuối cùng, cậu út nhà họ Trúc, Trúc Bưu thấy Trang Khách đến báo, biết không trở về được, liền vỗ ngựa chạy thẳng đến Hỗ Gia, bị Hỗ Thành sai Trang Khách trói lại, rồi đem giải đến Tống Giang. Vừa giải đến giữa chừng gặp Lý Quỳ giơ song phủ chém luôn một nhát, rồi Trang Khách chạy tan đi hết. Như vậy, rất rõ ràng, Trúc Triều Phụng bị Thạch Tú giết, Trúc Long bị Lã Phương Quách Thịnh, cặp đôi cận vệ của Tống Giang hạ sát, Trúc Hồ và Trúc Bưu thì đều chết về tay Lý Quỳ. Còn kết cục của Loan Đình Ngọc, chỉ một lời của Tống Giang, thương thay Loan Đình Ngọc là một tay hảo hán anh hùng mà cũng bị chết oan ra đó, thực là đáng tiếc. Cái chết của Loan Đình Ngọc trước sau chỉ được thông báo qua lời Tống Giang, nhưng ai báo tin cho Tống Giang rằng Loan Đình Ngọc đã chết thì không được Thi Nại Am nhắc đến. Tới đây, chúng ta cùng đến với câu chuyện của Tống Giang với Lý Quỳ giữa hồi 49, sau khi Tây, Thiết Nhiêu tạo cuộc thảm sát ở hai nhà Trúc Hổ. Khi thấy Lý Quỳ mình đầy máu me chạy tới khoe, Trúc Long tôi giết rồi, Trúc Bưu cũng bị tôi giết nốt, Hỗ Thành thì chạy mất, còn cả nhà Hỗ Thái Công đều bị giết sạch cả, xin đến để dâng công, Tống Giang có quát hỏi một câu, Trúc Long thì có người trông thấy ngươi giết, còn những người khác thì ngươi giết ở đâu? Như vậy có thể thấy Lý Quỳ giết ai, giết như thế nào, giết ở đâu? Tống Giang cũng phải hỏi đúng, chính chủ mới biết được tường tận. Nhưng Loan Đình Ngọc chết thì Tống Giang biết ngay, thậm chí còn là người chủ động lên tiếng thông báo cho quần hùng. Tức Tống Giang biết chắc là Loan Đình Ngọc đã chết, và cái chết này nằm trong kế hoạch của họ Tống. Còn chuyện chàng ta tỏ vẻ thương xót, da đỏ Loan Đình Ngọc chết oan, thì đấy là phát ngôn chính trị mà thôi. Chiêu bài chính trị, hãy nhớ rằng, Tôn Lập và Loan Đình Ngọc có quan hệ thân thiết, từng là anh em tốt khi học chung võ nghệ một thầy. Chí hướng của họ ở Lát Cát, trận chiến Lương Sơn Trúc Gia Trang là hoàn toàn khác nhau. Khi Tôn Lập theo phe Tống Giang mà triển kế vô gian đạo, nhưng tình cảm huynh đệ đồng môn là có thật. Một người sẵn sàng đánh đổi chức đề hạt cai quản binh mã Đăng Châu để phá ngục cứu cặp Giải Chân Giải Bảo, là em họ con cô, như Tôn Lập đương nhiên không bán rẻ tình huynh đệ, không loại trừ khả năng trong lần hội quân với Lương Sơn trước khi thi triển kế nội gián, Tôn Lập đã có một giao kèo, nhóm của chàng sẽ hết mình để giúp nghĩa quân hạ Trúc Gia Trang, nhưng đổi lại Tống Giang phải giữ mạng sống của Loan Đình Ngọc. Nhưng giao kết với Tôn Lập trước trận chiến quan trọng là một chuyện, còn thực hiện hay không sau đó lại là chuyện khác. Nên nhớ, trận chiến ở Độc Long Cương là một bước đi tối quan trọng đối với việc gây dựng thanh thế của Tống Giang ở Lương Sơn. Chẳng những không được phép bại mà phải thắng vẻ vang, thắng toàn vẹn. Nếu thực hiện đúng giao kết với Tôn Lập, tức Loan Đình Ngọc giữ được mạng sống thì xảy ra hai trường hợp. Thứ nhất, Tống Giang phải lén thả cho Loan Đình Ngọc thoát. Mà Loan Đình Ngọc là ai? Là tay đệ nhất Trúc Gia Trang, là người đứng sau câu tiên ngôn khiến Lương Sơn tức anh ách lấp bằng thủy bạc bắt tiểu cái phá phẳng Lương Sơn chóc Tống Giang. Nếu để họ Loan yên ổn mà rời đi thì thắng lợi của Tống Giang là không trọn vẹn, thậm chí còn nhận về điểm trừ. Thứ hai, bắt sống thu phục và ép Loan Đình Ngọc gia nhập Lương Sơn như cách mà Tống Giang từng làm rất nhiều lần sau này trong các trận chiến với quân triều đình. Nhưng cách này cũng không ổn, bởi như thế thì họ Loan sẽ theo về phe Đăng Châu của Tôn Lập. Một tay Tôn Lập vốn đã khó lường, thêm một Loan Đình Ngọc nữa thì còn nhiêu khê đến đâu. Chưa kể giữa Đình Ngọc làm phe mình, Tống Giang còn bị tiểu cái nghi kỵ, quá bất lợi cho đại nghiệp. Và ở thời điểm ấy Tống Giang cũng không chắc nhóm Tôn Lập có đáng tin, có thể là tâm phúc của mình hay không. Điều này về sau chúng ta cũng rõ, qua việc Tôn Lập chí dũng song toàn, công lao bậc nhất trong chiến dịch Độc Long Cương, chỉ được Tống Giang xếp hạng 39, chức vụ mã quân tiểu tướng. Tóm lại, để thắng lợi ở Độc Long Cương của Tống Giang thập phần hoàn hảo thì Loan Đình Ngọc phải chết. Nhưng cái chết của Loan Đình Ngọc cần được sắp xếp sao cho khéo, mà không biết quỷ không hay, chỉ những người theo lệnh thực hiện và chính bản thân, chủ mưu Tống Giang, biết mà thôi. Và khi nhận tin vụ ám sát đã thành, Tống Giang đương nhiên giả đò thương xót. Câu cảm thán của Tống Giang thực chất là muốn nói cho bọn Tôn Lập nghe, ý rằng cái chết của họ Loan là nằm ngoài dự liệu, bản thân ta Tống Công Minh cũng đau xót lắm. Động cơ giết Loan Đình Ngọc của Tống Giang đã rõ, giờ chúng ta xem xét ai là người thực hiện việc ám sát giáo sư nhà họ Trúc. Đọc kỹ hồi 49 Thủy Hử, sẽ thấy tất cả các nhân vật tham gia trận chiến thứ 3 của quân Lương Sơn, từ đội làm loạn bên trong đến ba nhóm quân ở các hướng Đông, Lâm Sung cầm đầu, Nam, Lý Quỳ nổi bật, Bắc, chính là bọn Tống Giang Ngô Dụng, Lã Phương Quách Thịnh đánh đấm, lập công ra sao đều được Thi Nại Am chép rất chi tiết. Trừ duy nhất đội quân ở hướng Tây,
do Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh dẫn đầu, hỗ trợ là anh em Trương Hoành Trương Thuận, là không được tác gia họ Thi nhắc đến trong bất kỳ một cảnh giao chiến hay chém giết nào. Mà Mạn Tây, Tây Bắc chính là hướng xuất quân từ Trúc Gia Trang của Loan Đình Ngọc. Cái chết của Loan Đình Ngọc, chết ở đâu, chết như thế nào, chết sao không thấy xác, chết bởi tay ai, hoàn toàn không được ghi chép. Và hành động của đội quân mã được dẫn dắt bởi Hoa Vinh, Trương Hoành, Trương Thuận tuyệt nhiên cũng không một lần xuất hiện. Hai chi tiết bí hiểm này rõ ràng là có mối liên hệ. Tất cả các đầu lĩnh tiến đánh bốn mặt của Trúc Gia Trang đều có nhiệm vụ. Và nhiệm vụ của đội phía Tây chính là mai phục chờ Loan Đình Ngọc để thực hiện kế hoạch ám sát. Cần biết rằng, trong các đầu lĩnh Lương Sơn, tâm phúc bậc nhất của Tống Giang chính Hoa Vinh, sau đến là Lý Quỳ và anh em họ Trương, thực hiện việc ám sát trong vòng bí mật, thì đương nhiên Tống Giang phải chọn những tay thân tín nhất, cẩn thận nhất, kín nhiệm nhất, và ám sát một kẻ võ nghệ cao cường từng đánh hạ Âu Bằng, bắt xong Tần Mình như Loan Đình Ngọc thì không thể dùng sức mà đấu được, phải dùng trí và bản lĩnh đặc biệt. Trí là mai phục sẵn chờ thời cơ thích hợp, bản lĩnh đặc biệt chính là tài nghệ cung tiễn của Hoa Vinh. Hạ sát được Loan Đình Ngọc chỉ có duy nhất mũi tên thần, bách phát bách trúng của Tiểu Lý Quảng mà thôi. Và để cái chết của Loan Đình Ngọc hoàn toàn trong vòng bí mật thì phải phi tang ngay lập tức. Đấy là công việc của Trương Hoành, Trương Thuận hai tâm phúc còn lại của họ Tống. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.